Hello，大家好，我是金河老师，很高兴能跟大家一起来学习汉语。xin chào tất cả các em cô là Thanh Hà và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu một cái chủ đề mà cô nghĩ cũng khá là thú vị. Đó là gì đấy ạ? Một số những cái từ vựng liên quan đến các thủ tục ngân hàng nhé. Thì những bạn nào mà ví dụ như là chúng ta làm ở siêu thị này, đấy chúng ta bán hàng và chúng ta gặp khách Trung Quốc đúng không? Hay là các bạn làm sao đây ạ? Đưa sếp của mình đi đến các ngân hàng để làm các thủ tục, thì mình sẽ có một số những cái từ để liên quan đến thủ tục ngân hàng như thế nào trong tiếng Trung. Thì chúng ta sẽ cùng theo chân cô đi học nhé. Thì đầu tiên chúng ta có một từ đó là từ sổ suy, sổ suy, sổ suy, danh từ thủ tục gì đó. À, vậy thì làm thủ tục gì đấy thì người ta sẽ hay sử dụng động từ này nhé. Ban, ban, ban sổ suy, làm thủ tục gì đó. Ví dụ chẳng hạn như là gì ạ? Các bạn vào trong ngân hàng thì cô nhân viên ở ngân hàng cô sẽ hỏi là gì ạ? Chỉ quân, nín yao ban sở mơ sổ suy, chỉ quân, nín yao ban sở mơ sổ suy. Chị Quân, đến giao ban sẽ mất sổ suy. À, xin hỏi là anh hay là chị muốn làm thủ tục gì? Được chưa ạ? À, đấy, thì chúng ta có từ ban sổ suy. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng học một số các thủ tục liên quan đến ngân hàng nhé. Đi, chúng ta có từ khoản chén. Khoản chén, khoản chén, đổi tiền. Ví dụ là gì ạ? Cô có câu là gì đây? Ủa, mấy yếu bảy yuán, ủa yào chuy khoản chén. Ủa, mấy yếu bảy yuán, ủa yào chuy khoản chén. Ủa, mấy yếu bảy yuán, ủa yào chuy khoản chén. À, tôi không có đô la Mỹ và tôi cần hay tôi muốn đi đổi tiền. Thủ tục thứ hai chúng ta có thủ tục đó là chủy chén đó, rút tiền, rút tiền. Chẳng hạn ví dụ nhân viên ngân hàng hỏi các bạn là gì? Thưa anh muốn rút bao nhiêu tiền? Thì chúng ta có thể hỏi như thế nào? Cái từ thưa anh ở đây ấy, thì người ta sẽ hay dùng từ xe sân. Nếu như xưng hô với đối phương là đàn ông và chúng ta xưng hô một cách lịch sự thì người ta sẽ hay dùng từ xe sân để xưng hô nhé. Xe sân, được chưa ạ? Xe sân, nín yao chủy tua sảo chén. Xe sân, nín yao chủy tua sảo chén. Thưa anh muốn rút bao nhiêu tiền? Ví dụ tôi muốn rút 200 triệu ạ. Thì 200 triệu Việt Nam đồng chúng ta có thể đọc như thế nào? Ủa yao chủy lẻng cơ y yuê tuân. Ở đây cách đọc 200 triệu rất là đơn giản thôi. Mấy trăm triệu thì các bạn sẽ lấy số và cộng với từ cơ y là được nhé. Số này cộng với từ cơ y thì sẽ ra mấy trăm triệu. Ví dụ 300 triệu sẽ đọc là san cơ y, chẳng hạn như thế. À, đấy, ủa yao chủy lẻng cơ y yuê đán tuân. Yuê đán tuân thì là Việt Nam đồng. Chạ. Tiếp một cái thủ tục nữa đó là gì ạ? Mở tài khoản ạ. Thì chúng ta sẽ có động từ đó là khai trang khu, khai trang khu, khai trang khu, mở tài khoản. Ví dụ chúng ta muốn hỏi xem là bạn mở tài khoản tại ngân hàng nào thì mình có thể hỏi là gì đây? Nǐ zài nǎ ge yín hǎng khai trang khu? Nǐ zài nǎ ge yín hǎng khai trang khu? Tôi mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank thì mình có thể trả lời là sao? Ủa chài Vietcombank ý kháng khai trang khu. Ủa chài Vietcombank ý kháng khai trang khu. Được chưa ạ? Đó. Tiếp theo chúng ta có một từ đó là từ xiển chin. Xiển chin có nghĩa là tiền mặt. Ví dụ chúng ta nói là gì? Tôi không mang theo tiền mặt thì các bạn có thể sử dụng là ủa bú tải xiển chin. Ở đây chúng ta có động từ tải. Tải có nghĩa là mang theo. Ủa bú tải xiển chin. Tôi không mang theo tiền mặt. Hay là tiền mặt của tôi không đủ ạ. Ở đây chúng ta có từ đủ đọc. Rồi. Vậy ví dụ nếu chúng ta muốn nói là tiền mặt của tôi không đủ, chúng ta sẽ nói là ủa tại xiển chin bú câu. Từ đây. Đó, tiếp theo chúng ta có một cái thủ tục nữa đó là xoa khả, xoa khả, quẹt thẻ. Ví dụ tiền mặt của tôi không đủ, tôi quẹt thẻ nhé. Ủa tại xiển chin bú câu, ủa xoa khả ba. Ủa tại xiển chin bú câu, ủa xoa khả ba. Ủa tại xiển chin bú câu, ủa xoa khả ba. Hay là gì ạ? Ví dụ chúng ta là người bán hàng, chúng ta hỏi khách hàng là gì? Anh muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ? Nǐ fù xiển chin hái shì xoa khả? Nǐ fù xiān jīn, ở đây fù xiān jīn là trả tiền mặt. Nǐ fù xiān jīn hái shì xuā kǎ. Và cuối cùng chúng ta có một cái thủ tục nữa đó là chuǎn zhàng, chuǎn zhàng, chuyển khoản ạ. Ví dụ là gì đây ạ? Tôi muốn đi ngân hàng để chuyển khoản cho công ty Samsung. Ủa yào chuì yín háng gěi sān xīn gōng sī chuǎn zhàng. Ủa yào chuì yín háng gěi sān xīn gōng sī chuǎn zhàng. Ủa yào chuì yín háng gěi sān xīn gōng sī chuǎn zhàng. Thì ngoài cái từ chuǎn zhàng này ra các bạn có thể dùng từ này, chuǎn khoản để thay thế cũng có nghĩa là chuyển khoản, được chưa ạ? Rồi, ok. Như vậy là thông qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã có thể biết thêm được rất là nhiều các cái từ vựng liên quan đến một số những cái thủ tục ngân hàng rồi đúng không nào? Rất hy vọng là bài học ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình mà chúng ta giao tiếp đời sống trong của tiếng Trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video và clip tiếp theo. Chào chào.